Ok, đây là ông sơn trưởng nha. Đó, sơn trưởng. Âm thanh phát ra vậy nè, nếu em phát ra âm thanh nó sai này là không đúng nha. Rồi, ok, đây là mi thứ nè. Mi thứ có hai ngón nha. À, anh chú ý chú anh nói chậm thì em có thể chụp màn hình lại. Mi thứ M, la thứ nè. Đó. Ba ngón, la thứ. A M. Từ đây nhấc lên đây là đô trưởng C nè. Đó, C. Để ngón nhiều nó mới giãn ngón ra được. Đó. D D trưởng. D D D không nha. D trưởng. À, D không là R trưởng. R. À, D không. Còn đây là D thứ nè. À, D thứ. Rồi, đây là âm pha trưởng. Chặn 2 dây nè. Dây 3 nè, dây 4 nè. Đánh từ dây 5 đi xuống. Không đánh dây 6 nha. Này không đánh dây 6. Pha trưởng bấm thế này nè, đánh từ dây 5 đi xuống. Nó giống như rê trưởng luôn. Rê trưởng này cũng đánh từ dây 5 đi xuống, không đánh dây 6. Rê thứ cũng vậy. Đó, rê DM nè. Pha trưởng F nè. Rồi ôn lại xíu. La thứ AM nè. Để này lên đô trưởng C nè. Son trưởng G nè. Mi thứ em nè, là dòng thứ này đúng không? Nó dòng như đó à, pha trưởng chỉ được chữ âm này là ok. Đó, mình chú thích lên nha. Đô trưởng nè, em nhìn thế tay này, mình chụp hình cái thế tay này mình quăng vô não mình để mốt mình nhìn nha, mình em biết bấm vậy luôn. Đô trưởng C là bấm vậy, rê thứ bấm vậy, rê trưởng bấm vậy. Đó, mấy học âm thôi, 6 học âm là chơi được nhiều bài. Pha trưởng F nè, G nè. Nếu mà son 7 là vậy, nhưng mà thường mình bấm son 7, son trưởng, bấm son trưởng được rồi. Bấm nhiều quá nó rối, mình mới tập. Ok, xong. Bây giờ mình hướng nguyên quạt cơ bản thôi nha. Để học âm đôi trưởng bên đây nè, cho ngón mình giãn ra nè, bên trái. Để học âm đôi trưởng C đó. Bên đây thì mình gãi xuống, gãi lên. Cái nhẹ nó tùy một cái độ mà mình tình chỉnh cái ngón tay của mình. Cho dù mình dùng không có dùng bích mà mình dùng tay thì mình cũng xuống lên nhẹ nhàng cho nó quen trước. Dịp chân xuống rồi dịp chân lên, dở chân lên xuống dịp chân xuống. Dùng bích thì mình dùng như vậy. Có người họ chưa quen điều chỉnh tay thì họ hoàn toàn nó nghe không êm, không đều nữa, phải điều chỉnh nó sao cho nó đều tay mình. Tập này khi nhận ngồi chơi mình cứ lấy làm tập, tập từ từ nữa quạt quen đó, quạt chậm quạt nhanh thì sau đó mình tăng tốc lên. Còn nếu mà ồn quá thì mình chỉnh này lại cho nó không nghe, không tập quạt tay mà quạt nhanh nè, xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên. Lấy học một dòng học âm canon cho nó làm chuyển 1 2 1 2 tạo những học âm 2 mi nè, pha nè, đô nè, thuộc luôn nha, một dòng âm rê nè, son nè. Đô rồi qua son rồi la lên mi pha. Bài dòng âm này, đó, dòng âm cho bạn.